Ngày 5 tháng 6, Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trên 120 cán bộ y tế các đơn vị trên địa bàn huyện. Tại buổi tập huấn, cán bộ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên đã trao đổi về những thông tin cơ bản về vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca cùng với hướng dẫn thực hành tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Theo đó, cán bộ y tế trên địa bàn huyện đã được hướng dẫn khám sàng lọc, chỉ định tiêm chủng và tư vấn cho đối tượng được tiêm chủng, hướng dẫn theo dõi, giám sát phản ứng tiêm chủng và xử trí phản ứng tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Qua đó nhằm phân loại các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, những đối tượng phải hoãn tiêm chủng và những đối tượng cần cẩn thận trong tiêm chủng phòng COVID-19. Thông qua buổi tập huấn, các cán bộ y tế đã được cập nhật kiến thức chuyên môn kịp thời về hướng dẫn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, hướng dẫn phòng chẩn đoán và xử trí phản vệ, để công tác thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn huyện được đảm bảo an toàn, hiệu quả và đạt tỷ lệ cao.